đang là ngày đây 31 tây nha con. 31 tây là mấy âm lịch qua rồi? 31 tây là 21 không? 21 âm lịch. Ngày mai 22, thứ 6, 23 đúng rồi. Đó. Nay có rễ quý nè. Có rễ quý. Rễ quý mới dọn nhà phía sau. Ok. Đón Tết Giáp Thìn 2024. Đây là hẻm ra nhà thờ. Lao động tốn hết, chỉ còn hai ông này thôi, mấy nàng đi đâu hết trơn.